đến với chúng ta một ca khúc cũng được mang tên Đường Về Hai Thôn. Xin mời ban nhạc. Trong lòng này câu lạc bộ có một tên âm nhạc thật là vui vẻ. Một ca khúc Đường Về Hai Thôn do Nguyễn Vân và Thư Thảo trình bày. Xin mời người thưởng thức. Hãy subscribe.
nó đã sáng sâu. Đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, dần dần chi xưa đến sâu buồn. Anh đỏ mọi thấy chưa dần giờ. Xin gửi đến quý cô chú, quý cô chú và anh chị. Và sau đây bạn xin gửi đến quý cô chú và anh chị ca khúc Khu phố ngày xưa. Gió cuốn mây về không gian chờ tôi. Khu phố xưa điệu tàn vì tay quân giang giang. Dân bao cắm hờn, nỗi nhỏ xưa đâu còn và dân nhà của anh, tôi biết đâu mà tìm chẳng xưa gì hiền. Còn nay mây đen răng mở khắp quý vị đại biểu. Hôm nay là thay mặt cán bộ công nhân viên lao động của công ty Linh Hoàng đến đây chung vui với cả câu lạc bộ Yêu Ca Hát Trung Hà, và xin chúc toàn thể quý vị và câu lạc bộ Yêu Ca Hát Trung Hà là luôn luôn phát triển, và mong muốn hơn nữa là gửi tặng đến bà con nhân dân Trung Hà, kể cả là ở Trung Hà hay là mọi miền Tổ quốc.
là một sức khỏe dồi dào và mong muốn rằng là cái câu lạc bộ Trung Hà sẽ kết nối được tình cảm của toàn bộ bà con nhân dân thôn Trung Hà. Và sau đây xin hát tặng toàn thể quý vị bài hát Chân Quê. Hôm qua em đi tỉnh về, người em ở ngoài con đê đầu là khăn nhung quần lính rộn ràng, áo cài quy bấm em làm khổ tôi, nào đó cái yếm lúa rồi cái dây lưng đuổi sáng xuân, nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mò quà, cái quần nải đen. Nói ra sợ mật lòng em, oan em hãy giữ nguyên quê mùa. Như cô em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Cô chú và anh chị và các bạn mời lời chào trân trọng nhất ạ. Sau đây Tùng Thu và chị Hương xin gửi đến cả nhà ca khúc Đường Tím Bằng Lan. Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.